Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã đưa ra khuyến cáo mới, yêu cầu người Việt Nam ở Hàn Quốc hạn chế đi lại, không rời khỏi nước này khi không cần thiết để ngăn chặn sự lây lan và kịp thời thông tin đến các cơ quan chức năng Hàn Quốc. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trong trường hợp khẩn cấp qua đường dây nóng bảo hộ công dân. Còn đối với những người trở về từ vùng có dịch của Hàn Quốc thì các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ thực hiện việc kiểm tra y tế và cách ly 14 ngày theo quy định.